đếm đi. Chơi nữa hả? Nè, củ nấm nè con. Thank you.
không mấy đâu. Mới nãy mua 10 đồng bây giờ được mấy đồng rồi? Lời chưa? 2, 4, 6, 8 rồi, con cứ đếm chỗ đó đi. Đếm được nhiêu đồng rồi? 8, 10, 12, 14, 16, 18, lời rồi, 20 mấy đồng rồi. Chơi, chơi nữa không? Rồi, đọc đi. Yeah.